Nhìn cô đó, nó mơ gì cả. Cô ơi, tôi cô không cần phải quỳ đâu cô, tôi chỉ cần ngồi để trò chuyện với anh em con thôi. Anh em con cũng không có nhận dám nhận lễ của cô đâu. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ cô nghe được những lời anh em con nói thì ngày hôm nay như lời khẩn cầu của cô đến anh của con. Dạ anh em con chào, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Dạ anh em con xin chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Thì những cái clip trước cả nhà cũng có biết là cái cô gái đem đến nhà con cả nhà. Thì bữa nay bữa trước con có xin cậu có lá bùa và con có cầu cô lên và con hỏi cái chỗ cô mắc á, thì con biết được là cái nhà mồ này. Và bữa nay con quyết định con với Quy đến đây và có thể là anh em con có cái cầu cái cô mà cả nhà, cái cô mà không có cái đầu đó nha. Thì con không biết cái cô đó, không biết, không phải. Thì cả nhà, cô gái này không biết tại sao tìm được đến trọng mà nhờ sự giúp đỡ từ trọng. Và trọng có nói là cô gái này chỉ điện ở chỗ này. Dạ. Nay anh em con cũng có tìm được tới đây và thử cầu cô lên. Xin thử cô muốn anh em con giúp cô cái điều gì cả nhà. Thì cái chỗ nhà mồ này cả nhà, nó gần cái cây da. Thì nhưng mà cái da nó rất xa, cũng không có cỡ mấy trăm mét đó cả nhà. Như cái chỗ này nó khó vào lắm cả nhà. Cây tùm hết. Thì anh em con có đi dứt sáng rồi và muốn lại đây tìm hiểu trước nhưng mà không có đường vô. Anh em con cũng định không có đến đây nhưng mà có cái cô ở trên điện con và hỏi cả nhà là con ơi sao con không giúp cái cô gái không đầu đó đi, nhìn cô gái rất tội. Thì con nói là anh em con có đến rồi cô ơi, nhưng mà chỗ đó rất khó đi lắm. Thì cô nói mình giúp người giúp cho chó. Thì con cũng anh em con cũng cố gắng là chen vào những cái cây gai cả nhà. Chỗ này gai rất nhiều thì anh em con chen vào đây để có thể biết được cái chỗ cô gái mắc và giúp cô gái được. Chỗ này thì nguyên một khu nghĩa địa luôn đó nha. Rất là nhiều mộ mã của ông bà. Thì con không biết. Rậm rạp. Thì con không biết tại sao cô gái là nhìn thấy giống như anh cô gái đó biết anh em con đó, đi tìm hiểu tâm linh và có thể biết được, nhìn thấy được cô gái đó. Thì cô gái theo con đến nhà và có thể là cô muốn con giúp. Thì thôi, anh em con chắc không có làm giống như là mất thời gian cái nhà nữa. Anh em con sẽ đi vào trong luôn cả nhà. Thì anh em con gắn vào trong và có thể anh em con kiếm cái chỗ của cô gái đó mất. Thì con cũng chưa biết luôn cả nhà. Cái cô gái lúc đó hiện lên đó, là chỉ cho con là ở cái nhà mồ và chưa nói được tên của cô gái nữa. Thì cô gái đã mất tiêu và không nghe được tiếng gì nữa. Thì con rất là tiếc. Thì bữa nay con với Huy nhất định sẽ có thể và kiếm, anh em con sẽ đi từng chỗ và kiếm được cái dòng của cô và có thể giúp được cô. Dạ. 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 Thấy rõ đây dạ. 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 Thì cái nhà ơi, chỗ này rất mồ mã rất là nhiều. Dạ. Thì anh em con không biết được cái những cái đường đi, những cái cây cỏ chỗ này có anh em con cũng sợ như thế này. Dạ. Tại vì nó quá tùm nè. Nên mình qua bản thử. Dạ. Nhưng cái chỗ này nó cái này sâu quá. Chỗ này đi được không? Được. Dạ, có nước này vậy. Có nước nữa. Này giống như một cái ô vậy nha. Nên sao đi được. Đầy nước cả nhà. Gai không à? Có chừng, có chừng á. Gai không cái này.
xót thương cho cô quá nên con phải cố gắng đi đi để giúp cô cả nhà. Chỗ này cũng thấy mỗi lần anh em con vô chỗ này không có cái đường đi ra đi vô gì hết. Đi kính mít rồi đi ra đường sau. Không biết là cái cô gái này chỉ như thế này thì anh em con cũng mơ hồ lắm cả nhà. Đây là một nguyên cái khu nghĩa địa luôn nè, không biết sao đây. Những cái giống như là một cái chỗ nghĩa địa mà ta để những cái dòng họ người ta đó nha, ta để một khu vậy đó nha. Thì qua đây đi, đây là cái chuyện những cái chỗ mà con nhớ cái khúc mà cô nói là cái mã của cô nằm một vách ngoài mà nó không có bia mộ gì, chỉ có một cái mộ đá thôi đó nha, cái mộ thôi. Đi qua được không ta? Đây lùm lùm ớn quá. Thôi, nên mình cái cầu có thể cầu đi đi. Đi đi đi. Đi khoái. Gì trời. Khoái. Cái bản người là bóng gì kìa. Ông thấy không? Phía sau cái... Mà tôi không thấy ta. Ở phía sau cái nguồn hộ đó kìa. À. Tôi dừng lại. Kìa. Thấy ở cái cô đó. Thấy không? Thấy không? Ủa sao nhìn nó mờ căng như Huy? Ông nhìn nó phải không? Ủa sao máy không thấy Huy? Tôi thấy rồi vậy mà. Ủa, sao mấy không thấy được trời? Không có thấy đâu, không thấy, mơ hồ quá Huy ơi. Nhưng mà tôi nhìn cái đất, tướng là nhìn giống thành cô gái luôn vậy đó. Không, anh em mình đi vào đây cậu cái gì đó. Chứ chỗ này cái nhà cũng thấy đó, lùm quá trời lùm mà. Anh em con đi bằng cái chuyển chiếc ghế, anh em con cũng ngại chân vô lắm đó nè. Ở đây có quét cái này mình cầu ra. Đây có vết gì đỏ đỏ đây sao? Mình chìa máy không nè. Ê, có con cóc gì vậy? Con cóc. Chìa máy ra bên ngoài. Vậy cả nhà anh em con thì cũng chưa có xác định được là cái cô gái đó hiện đang ngự ở đâu. Anh em con chỉ biết là cái chỗ này là anh em con có thể cúng được, và nếu cô đó có thể nghe thì con thành tâm là cái cô đó có thể nghe anh em con cầu khấn và có thể là đến đây và chỉ trực tiếp cho con biết được cái mộ của cô ở đâu. Thì đến lúc mà con đi về con nhờ cậu con đến. Chứ con nói thiệt cả nhà, thì anh em con chưa có tài cán nào mà thể giúp được cái những cái dòng này, và con chỉ biết được cô đó ở đâu và con đến đó và con xác định được cái chỗ mà cô mắc và cô muốn có thể là biết tên cô, thì anh em con có thể về nói với cậu và nhờ cậu đến đây và thể cậu có thể giúp cô. Chứ anh em con chưa có tài cán nào mà để có thể giúp được những cái dòng linh mà đi vào chùa nha, tại vì con chưa biết cái hiệu lực của cái dù của cậu mới sinh đó nha. Dạ. Sao Huy? Huy còn máy
cũng nhìn thấy nhưng mà không thấy được sứ qua nữa nè, không biết quy cái gì với cái cô đó không nữa, tôi có thể nhìn thấy bỏ chưa biết mình nghĩ nó ra sao nữa. Mình để lại cho cậu đi. Mình kiếm gì kia mình kiếm gì cái không nhìn lắm à. Tôi chưa biết. Tại vì cái cô đó lúc mà tôi hỏi tên là cái cô đó mất đi rồi. Tôi nhìn tôi. Tại vì nói trước đi rồi có gì tôi có thể hỏi cô. Tôi đặc biệt không thấy cái gì hết luôn. Cô ơi, cô nói thì theo cái ước nguyện của cô thì nên con đã tìm đến đây để có thể là giúp cô những điều mà cô muốn. Thì nếu cô có ai thì con mong cô hãy ra một tín hiệu gì đó hoặc là hiện ra để nên con có thể trò chuyện với cô. Nam mô Di Đà Phật. Thì cô ơi, bữa trước á, cô có đến nhà con và cô á có nhờ anh em con á là giúp cô. Thì bữa nay á anh em con á
Trước tiên thì cầu á là con cầu trời, cầu Phật, cầu đất đai dân tộc ở đây, và cầu thằng những thằng giữ đất và những người mà giữ cái nơi này. Thì anh em con thì muốn á, xin á là cầu cái cô gái không đầu ở đây. Thì bữa trước cô có đến nhà con và nhờ anh em con đến đây giúp cô kiếm lại cái đầu, và để là cô đi siêu thoát gì đó. Thì con không biết cô có thể đi siêu thoát không. Thì chắc chắn là bữa nay anh em con đến đây á, thì anh em con muốn biết cô là mắc chỗ nào thì cô có thể hiện ra đây và cho con biết, quy biết được cái tên tuổi của cô và biết được cái chỗ mà cô mắc hiện nay, để anh em con có thể biết được cái chỗ mà cô mắc hiện tại. Để con nhờ cậu con đến thì giúp cô vào chùa để cô có thể được mau siêu thoát và có thể nhẹ và những cái tội của lỗi của cô những ngày còn sống. Mô Di Đà Phật. Cô ơi, nếu cô có ở đây thì cô linh thiêng thì cô hiện ra ở đây. Cô đã bảo hiểm vô nhà con để nhờ anh em con giúp. Thì bây giờ cô á, anh em con đến đây thì cô có thể hiện ra đây để cho con biết cô hiện đang ở đâu và mắc chỗ nào, mã mồ cô nằm ở đâu, để anh em con biết được. Mô Di Đà Phật. Thì cái nhà con cũng chưa có biết được cô ở đâu nữa. Cô nữa thì anh em con không có biết sao để đi kiếm cô. Thì cả nhà, thì những cái cô chú mà ở trên video con có nói á, để ma quỷ vô nhà là không nên. Thì bữa nay á, mấy buổi trước á, con có kêu mẹ con xin cậu những cái lá bùa mà yếm giống như chắn những người mà vong vào nhà con. Thì con chắc nếu mà cô không hiện ở đây nữa thì cô sẽ không vào nhà con được nữa. Thì con á, cầu mong cô á, nếu á, cô nghe anh em con đang nói á, thì con cầu mong cô có thể hiện ra đây đi và cho anh em con biết được tên tuổi và chỗ cô mắc, thì anh em con cũng mới thể giúp được cô. Nếu cô đang hướng bận điều gì nữa, tại vì cô bữa nói con á, con không nghe được hết. Nếu mà con với Huy ngồi đây nữa mà một xíu cô không nghe nữa thì anh em con sẽ giúp nữa nè. Tại vì không biết cái chỗ này cô có hiện là chỗ này không nữa. Con với Huy sẽ cầu, gán cầu cô. Nếu cô ra thì anh em con sẽ hỏi chuyện. Ồ, quên nữa. Cô xin một cái lá bùa. Thank you.
chị Uyên. Thì một chút á, tôi đốt cái này mà nếu có cô gái ra, một trong hai người sẽ nghe được tiếng của cô. Thì Quy, nếu có cô có duyên với Quy á thì Quy sẽ nghe, còn nếu có duyên với tôi á thì tôi sẽ nghe, và có gì Quy nói lại cho tôi ha. Tôi cũng vậy, nếu tôi nghe được thì tôi sẽ nói lại cho Quy và cả nhà nghe. Cảm ơn. Rất là khổ sở đó nha.
Dạ, vậy thì cô cho anh em con biết được là cái đầu cô hiện tại là đang ở đâu được không con? Dạ. Thì ra là cả nhà ơi, cô nói á, là cái người đó vừa chặt đầu cô xong là yếm cái đầu của cô luôn cả nhà. Cô có biết cái vị trí cụ thể của cái đầu cô đang bị yếm hay không? À, thì ra là vậy cả nhà ơi. Cô nói á, cái người đó chôn á, chung luôn, nhưng mà đã bị yếm á cả nhà, đã bị lấy bùa gắn ở trên cái cổ nên cái cổ của cô không có thể lìa với cái đầu lại được cả nhà. Thì cô ơi, nếu mà cô nói như vậy thì cô có thể chỉ cụ thể là cái mặt, cái chỗ mà cái người đó chôn cô ở đâu để con với Quy có biết được, thì con với Quy có thể đến đó và đốt cho cô những giấy tiền, tại vì anh em con chưa biết được cái chỗ của cô mắc, thì nên anh em con nên cầu ở chỗ này thôi. Thì mong cô có thể lượng thứ và bỏ qua cho anh em con. Thì cô mắc bên đó hả cô? Dạ. Dạ. Mô như thì cô ơi, cô mắc là do người ta sát hại. Dạ, không biết nó hắn ta hoặc là bà ta để giết cô bằng cách nào, nhưng mà đến nỗi mà cô không biết được hắn là ai. Thì ngày hôm nay thì anh em con biết được vậy cũng rất là đau xót cho cô. Nhưng anh em con phải tìm hiểu là cái đầu cô hiện tại là đang ở đâu mới có thể giải cái bùa đó cho cô được. Thì cô ơi, ngày hôm nay anh em con tìm tới đây đã biết được rất là nhiều điều. Thì anh em con xin hứa với cô là sẽ cố gắng mọi cách để giúp cô phá bỏ cái bùa đó đang yếm cô, là đưa cô đi vào chùa để nghe kinh Phật. Cô về hãy bình tâm mà rời đi. Cô cảm ơn cô. Nam mô Di Đà. Cô chưa, cô ơi, nếu cô còn mà giống như là cô còn quán niệm con những cái người mà giết cô á, thì con á không có thể nhờ cậu giúp được. Thì con nghe cậu nói á, những cái dông mà hết quán niệm và buông bỏ những cái thù hận thì nó có thể vào cái dù của cậu, và cái dù đó đưa cô vào chùa thì cô mới có thể đi được. Dạ, cô không còn quán niệm, cô không còn hận người đó nữa. Dạ, thì con cũng rất xa cho cô, thì con thấy cô rất là từ bi. Thì chắc lúc cô còn sống trên thời thì cô rất là từ bi và có thể hiểu được. Thì Nam Mô Di Phật. Thì bữa nay anh em con cầu cô đến đây và biết cô có thể ở đây, ngày mai con để nhờ cậu đem cây rù đến và những cái tấm bùa của cậu. Cậu có những cái lá bùa có thể giúp được những cái bùa yếm đó mắc, và cô có thể cái đầu của cô có thể về cái chỗ của cô hiện. Thì cô ơi, con cầu mong cô có thể bình an và chờ ngày mai anh em con đến và giúp cô. Nam mô A Di Đà. Cả nhà, như cũng nhà cũng đã thấy đó, thì con thấy cái cô từ bên cái góc đó bay qua, và Huy cũng thấy. Nhưng mà không biết sao cô có duyên với con cái gì á, con đốt cái lá bùa đó lên thì Quy không nghe được cái lời của cô nói. Thì con có nghe thì con dịch lại cho Quy biết là cô đó mắc 10 giờ, lúc cô chết là 19 tuổi cả nhà, và cô mắc năm nay là 42 năm. Thì cả nhà, con nghe cái cô nói là cô tên Nguyễn Thị Oanh phải không? Nguyễn Thị Oanh. Thì cô mắc ngày đó thì con sẽ nhờ cậu con cái nha. Tại vì anh em con không có những cái lá bùa để phá giải những cái người mà yếm đó nha. Vì tại vì mấy người yếm rất là cao tay nên anh em con chưa có để đến đó được. Dạ. Thì con sẽ
dọn dẹp chỗ này cả nhà, cái nhà. Cái nhà chắc anh con sẽ dọn dẹp cái này. Mai anh em con mới biết được như vậy rất mừng. Thì cũng cảm ơn những người mà đặt giữ chỗ này và những người mà giữ đất đai ở đây á, thì con cũng cảm ơn đã cho cô gái đến đây và để cho anh em con biết á là cô gái có hiện diện ở chỗ này, thì con rất là vui. Hai cô bay lơ lửng từ ngoài đó rồi bay vô cái gì nhìn rất là sợ. Thì anh em con cũng biết được cái chỗ này rồi, thì ngày mai con sẽ nhờ cậu đến đây và giúp. Thì tại lúc đầu á, nên con tưởng á, cô chỉ mắc đơn thuần là bị mắc thôi, mà hồi một hồi cô nói là cô bị chặt cái đầu và bị yếm, chính người mà giết cô luôn á, yếm là không có thể, rất là độc ác luôn đúng không? Thì nghe cậu nói mấy người đó để làm vậy ở nhà là để không cho những cái người chết tới về á, để giống như là không có cho những người mà bị người đó giết á về là giống như là sát hại những người đó lại, thì đã yếm cô và không cho cô siêu thoát luôn nha, thì cho cô đi vòng vòng đi, cô đi kiếm cái đầu của cô. Thế cô mất rồi cô lại không biết ai đã giết được cô. Thì con tin chắc á, những người mà tốt á thì sẽ không bao giờ mà bị lòi đài, những người xấu như cái người mà giết cô thì thế phải về xuống địa ngục và bị hành hạ đến chết cả nhà. Cả nhà anh em con đến đây thôi. Thì con cũng cảm ơn cả nhà đã xem video của anh em con, thì con chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Anh em con cũng đi về. Chào cả nhà.